Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được gửi đến quý vị chương trình phỏng vấn đặc biệt. Và xin mời quý vị cùng theo dõi buổi phỏng vấn sau đây cùng với Tổng đoàn trưởng của Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu, cô Tammy Huỳnh. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Xa về đây trong ánh nắng mới, đợi nhau anh em đã cùng chung giấc thiên thời. Đường năm xa thành nào, nào cất đi đã vào, đoàn ta anh niên đã hiểu Việt Nam. Đại diện cho Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu, chúng con nguyện tiếp nối thế hệ cha anh, quyết tâm đấu tranh cho Việt Nam tự do, dân chủ, toàn vẹn lãnh thổ và toàn vẹn nhân quyền. Cuộc chiến đấu chống Cộng sản Việt Nam bảo toàn và kẻ thù phương Bắc xâm lăng là một cuộc chiến trường kỳ, đầy gian khó. Chắc chắn rằng Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu, các hậu duệ của cục sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam luôn luôn bền tâm vững chí, quyết tâm tranh đấu đạt cho kỳ được mục tiêu cuối cùng, đó là độc lập, tự do, dân chủ với đầy đủ quyền con người và no ấm thực sự cho dân tộc Việt Nam thân yêu. Vâng, thì chắc chắn rằng quý vị cũng nhớ là Tammy cũng đã xuất hiện ở trên đài truyền hình SBTN trong chương trình của Texas cũng đã nhiều lần, và hôm nay cháu trở lại và cháu sẽ trình bày những cái chương trình mà các cháu đã được thực hiện trong năm qua 2018, tức là năm Mậu Tuất, và bây giờ là năm Kỷ Hợi 2019. Thì bây giờ là trên tay của Thủy Tammy đó, thì chắc chắn rằng có một cái niềm mà chúng tôi cũng hãnh diện, mà các cháu cũng hãnh diện đã hoàn thành được cái điều này. Mời Tammy. Dạ thưa con, cảm ơn bác đã tạo cơ hội cho chúng con được lên đây để chia sẻ chút tâm tình và chia sẻ một chút sinh hoạt của Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu trong thời gian vừa qua. Thì thưa bác, với đại sự yểm trợ của Tổng hội Cựu sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và các anh chị em đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu khắp nơi, thì chúng con đã bắt tay nhau và thực hiện cái quyển lịch đầu tay gọi là Thanh thiếu niên Đa Hiệu Hậu duệ Võ Bị Vinh danh Cờ Vàng. Mục đích mà chúng con thực hiện quyển lịch đầu tay này với cái ba mục đích chính. Thứ nhất là con cháu hậu duệ Võ Bị xin được tri ân và vinh danh ngọn cờ vàng, ngọn cờ chính nghĩa mà cha ông chúng con đã hy sinh nhiều xương máu để mà gìn giữ. Mục đích thứ hai là chúng con làm để mà tạo một cái quỹ học bổng gọi là học bổng Võ Bị để mà gửi về cho các hậu duệ Võ Bị trong nước. Và cái mục đích thứ ba là để tạo cho anh chị em hậu duệ Võ Bị khắp nơi có cơ hội được làm việc chung với nhau, tạo nên sự đoàn kết. Khi mà nói là vinh danh cờ vàng thì ở trong này những cái hình ảnh nào cũng có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ rất là đẹp. Và những cái hình ảnh này thì Tammy có thể nói rằng những cái hình ảnh này mình chụp lúc nào và đã collect nó như thế nào? Dạ thưa bác, trong cái cuốn lịch 12 trang giờ tiêu biểu cho 12 tháng thì giống như bác trang đầu bác thấy thì là của Tổng đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu. Những hình ảnh này chúng con gom nhặt được từ Đại hội Võ Bị 21 đi vô nha vào tháng 6 năm 2018. Đúng rồi. Và kế tiếp là những hình ảnh của các đoàn địa phương. Đúng rồi. Gồm có đoàn từ bên Philadelphia, đoàn bên Washington DC, bên Kansas, bên Liên đoàn Âu Châu cũng có. Liên đoàn Âu Châu cũng thấy ở trong này luôn, đúng rồi. Rồi đoàn Thanh thiếu niên Đa Hiệu Bắc Cali, Nam Cali, Houston, Las Vegas, Florida. Và trong đây có cái tấm hình đặc biệt là của em thế hệ thứ 3 thuộc khóa 21, tức là em đi lành nguyện thế hệ tiếp nối vinh danh cờ vàng. Quá đẹp. Đây thì tấm hình chúng con chụp ở đây là ở Houston, à, do chú Tăng Khải Minh khóa 23 chụp cho chúng con.
Và khi đây là cái thế hệ tới thứ ba luôn chứ không có phải là thứ hai nữa, rất là dễ thương. Và quý vị có thể là thấy những cái lá cờ vàng này, và đây là một cái sự mà vinh dự cho chúng ta về tuổi trẻ hải ngoại nói chung và nói riêng là Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Và khi mà con thực hiện cái cuốn lịch này đó thì con thực hiện bao lâu? Dạ thưa, khi mà chúng con ban chấp hành của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu ngồi bàn với nhau thì chúng con ra thông báo vào giữa tháng 9, thì tới khoảng tháng 11 là chúng con hoàn tất. Thì nhân đây con cũng xin đại diện cho Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, con xin được gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong ban biên tập, gồm có ba người, tức là chị Nhật Khai, hậu vệ khóa 20, Phương Tuyền, hậu vệ khóa 21 và Quốc Vinh thuộc vệ khóa 24. Thì các anh chị khi mà chúng con gửi thông báo ra khắp nơi thì các anh chị các đoàn khắp nơi, đoàn trưởng khắp nơi cũng khuyến khích anh chị em ngồi lại với nhau hẹn một cái buổi đi chụp hình để mà mình vinh danh cái ngọn cờ vàng, rồi xong rồi những anh chị ở đoàn đó gửi về cho ban biên tập, rồi ban biên tập chỉnh sửa set up layout và hoàn tất khoảng giữa tháng 12. Và trong thời điểm đó thì con cũng gửi thơ lên tổng hội kêu gọi và nhờ sự yểm trợ của các bác, các chú, các thân hữu, các anh chị em hậu vệ võ bị, nên chúng con đã hoàn tất được cái nguyện vọng của chúng con là gây quỹ xuất bản 500 quyển thôi bác. Và chúng con đã gây quỹ được gần 4.000 đồng, 4.000 đô. Dạ. Tức là 4.000 đồng đó thì các em lại dùng cho cái quỹ học bổng để mà giúp đỡ những em trong gia đình võ bị ở tại Việt Nam. Dạ, và lúc nào đó chúng tôi khi mà nhắc đến Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu thì chúng tôi vẫn lúc nào cũng rất là tự hào. Nếu quý vị đi về Houston thì quý vị cũng thấy là những tên đường, những cái đại lộ rõ ràng như vậy có tên Việt Nam, những vị tướng lãnh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra cái đó là niềm hãnh diện, và Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu cũng đã đóng góp rất là nhiều để mà có được cái những cái con đường đó. Con nhắc lại sơ sơ tại đó là niềm hãnh diện của bác và tất cả mọi người. Dạ thưa bác, khi mà vị dân biểu tiểu bang Texas là anh Hubert Võ và một nhóm thân hữu của anh đã đứng ra vận động cái việc gây quỹ để mà xây dựng bản tên đường Việt Nam, thì chúng con nhớ là nhờ sự đóng góp của gia đình Võ Bị thì chúng con đã quyên góp được khoảng 15.000 đô và gửi về cho ủy ban xây dựng bản tên đường. Thì chúng con nhớ là chúng con được yểm trợ những tên đường đại nghĩa như là Việt Nam Quân lực Cộng Hòa, các vị tướng, tên của các vị tướng. Dạ vâng. Nói chung đó, nếu mà quý vị đi đến cái khu Bel Air đó thì quý vị sẽ thấy, và chắc chắn là tới bây giờ thì ai cũng biết cái điều đó rồi. Và khi mà nhắc lại cái cuốn lịch này, nếu mà quý vị nào mà coi xem ở ngoài kia trong gia đình võ bị, nếu mà chưa có thì quý vị là nhớ mua để mà ủng hộ cho các cháu Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Và như vậy đó thì là khi mà làm xong cái cuốn này á, thì nó cũng cực lắm, là tại vì con cũng phải chọn lựa hình. Tại vì quý vị cũng biết là mỗi lần mà chụp hình thì nhiều lắm, mà khi mà chọn lựa ra một cái hình mà nó có ý nghĩa, rồi nó có liên quan đến cờ vàng và nói về cờ vàng, thì con suy nghĩ như thế nào về cái lá cờ vàng và sau đó? Dạ thưa, khi mà thế hệ chúng con có cơ hội mà nghĩ về lá cờ vàng thì chúng con luôn mang trong cái lòng là niềm hãnh diện và tự hào mình là thuộc con cháu của Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng con biết là cha chú của chúng con trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh rất là nhiều để mà gìn giữ cái ngọn cờ thiêng của quốc gia của chúng ta. Và như chú Nguyễn Em khóa 25, chú có viết email cho chúng con khi mà nhận được lịch đó, chú nói nên cái niềm xúc động của chú khi mà nhận được tấm lịch vinh danh cờ vàng này. Thì chú nói là cái trang bìa đó bác, những cái bàn tay của các anh bàn chị tay em này. Dạ, đó, dạ, đó là những bác bàn còn tay tính của nói chúng nè. Con á, Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, dương cao ngọn cờ vàng. Chú nói nhìn cái hình này làm chú nghĩ đến cái hình ảnh mà các vị anh hùng chiến đấu trong cái trận cổ thành Quảng Trị, chiếm lại cổ thành Quảng Trị. Đúng, chú nói làm chú nghĩ đến cái hình ảnh đó và chú rất là xúc động và Rồi nói về cái chuyện mà quỹ học bổng, quỹ học bổng mà của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu collect được như thế nào, rồi phân phát được tới đâu được con? Dạ thưa con, cảm ơn bác hỏi.
chúng con vừa hoàn tất xong cái chương trình học bổng cho niên học 2018-2019. Thì chúng con năm nay được may mắn là các bậc cha chú khuyến khích con cháu ghi danh rất là nhiều. Chúng con nhận được 32 hồ sơ từ các hội dễ khóa 12, khóa 18, khóa 19, 21. Để con nhớ khóa 28, khóa 24, khóa 31. Thì chúng con nhận được 31 hồ sơ từ em lớp 1 cho đến em học đại học. Và tổng cộng giải học bổng năm nay chúng con gửi về Việt Nam với bác, khoe với bác là được 6.900 đô. Và thì chúng con đã gửi về để các em nhận được để đón Tết luôn, như là một chút quà Tết. Như vậy là khi mà các em mà muốn nhận cái học bổng đó thì các em phải điền một cái form. Rồi như vậy là con nghĩ là con có đầy đủ hết tất cả tên của những em ở bên Việt Nam trong gia đình Võ Bị không? Dạ thưa không có, không thể nào tụi không con thể nào có được hết, nổi hết nên chúng con luôn. Khi mà chúng con ra thông báo về cái chương trình học bổng, chúng con luôn gửi cái thông báo chúng con lên diễn đàn của Tổng hội của sinh viên sĩ quan. Và chúng con cũng nhờ chú Đỗ Mạnh Trường là chủ bút của Đặc Sang Đa Hiệu cũng đăng ở trong đó. Nên chúng con cũng nên hôm nay chúng con cũng mượn làn sóng này để chuyển lời đến quý chú bác Võ Bị. Nếu mà chú bác Võ Bị có con hoặc cháu đang học ở Việt Nam mà có cần giúp đỡ thì xin liên lạc với chúng con để chúng con gửi đơn về cho các em cháu đó. Và nói về cái cuốn Đa Hiệu thì đây là cái cuốn Đa Hiệu trong được phát hành trong mùa xuân của chúng ta, thì đây là tiếng nói chính thức và duy nhất của cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam Tổng hội. Thì đây là một cái cuốn mới ra, thì trong này quý vị cũng thấy rằng trên cái bìa này đó là vinh danh cờ vàng, tức là cái cuốn lịch của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu mà Tammy vừa mới trình bày. Thì trong này đó thì chúng tôi cũng nhận thấy là có những cái bài viết, có một cái bài viết Trôi Theo Dòng Phúc Lạc, hả con? Dạ. Là của Nguyễn Diễm Nga, tức là thế hệ 2 khóa của khóa 17, tức là thế hệ 2. Thì trong cái bài này thì con thấy là có cái điều gì mà cần khoe? Dạ thưa, con cũng vừa nhận được Đa Hiệu nên con mang lên đây để con cũng khoe với bác. Trong quyển Đa Hiệu năm nay đó bác, thì đã có nhiều cây viết, ngòi viết từ hậu duệ thế hệ thứ hai của trường Võ Bị, tức là Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu của chúng con. Trong đây chúng con cũng thấy có bài của chị Diễm Nga, một cây ngòi bút mới của Đa Hiệu, và cái lời văn của chị viết rất là dễ thương. Con có đọc qua được một bài chị viết về tường trình về cái buổi gói báo Đa Hiệu mà lần đầu tiên chị được tham gia vào đó bác, thì rất là cảm động. Và trong đây cũng có bài viết của chị Nguyễn Nhật Khai, của chị Diễm Anh, của Cao Xuân Thanh có Ngọc. Có nhiều, đúng rồi. Và ngoài ra thì có những bài viết rất là hay và có giá trị, giống như của bác Nguyễn Văn Thiệt là Tổng hội trưởng. Và có nhiều của chú bác viết rất là hay, như con thích nhiều của bác Võ Ý, của bác... Trần Ngọc Toàn cũng Trần có Ngọc nha. Toàn, dạ, và của cô bác nữa, của bác Thu Nga nữa. Con cũng rất là thích đọc bài của bác Thu Nga viết. Dạ vâng, thì nay con cũng xin được giới thiệu với gia đình Võ Bị cũng Đặc Sang Đa Hiệu số mới nhất 115. Bác cũng mới nhận được thôi, thành ra chưa có đọc hết, nhưng mà thấy ở trong này có cái sự đóng góp của thế hệ 2, tức là các cháu ở trong Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Thành ra chúng tôi cũng đây là một cái niềm mà cũng là vui, là hãnh diện. Và khi mà thấy các cháu có thể là viết được tiếng Việt rất là giỏi, dĩ nhiên tiếng Anh thì cháu nào cũng giỏi rồi, nhưng mà còn vẫn duy trì được tiếng Việt là cái điều rất là tốt. Thì và về cái việc mà sinh hoạt trong năm vừa qua thì con đã có những cái sinh hoạt như thế nào, và trong tương lai thì con có những cái sinh hoạt ra sao, và trong cái kỳ đại hội mà của Âu Châu kỳ này thì Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu có tính đi không? Dạ thưa, con cảm ơn bác. Thì để mà kết thúc cái năm 2018 vừa qua thì Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu chúng con cũng có tổ chức một cái buổi tiệc nho nhỏ ấm cúng, tiệc mừng Giáng sinh với chủ đề là Lâm Viên Niềm Nhớ. Vì chúng con biết là bậc cha chú chúng con lúc nào cũng hoài nhớ về cái ngôi trường Võ Bị mà đã xa rời hơn 40 năm nay. Nên với cái chủ đề đó chúng con đã gặp gỡ được rất là nhiều chú bác ở khắp nơi hội tụ về chia sẻ với nhau những cái kỷ niệm. Và cũng nhân dịp đó chúng con cũng có ra mắt cái lịch
vào cái buổi tiệc đêm Giáng sinh. Và chúng con cũng ngỏ lời cảm ơn đến gia đình Võ Bị đã luôn yểm trợ trong những cái công tác, những cái sinh hoạt mà chúng con đã thực hiện. Thì để trả lời với bác, năm 2019 thì chúng con sẽ làm gì để mà mình duy trì cái tinh thần tự thắng để dấn thân trong anh em Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu. Thì khoảng vào tháng 2 này, chúng con sẽ có buổi họp của ban chấp hành và những thành viên để mà chúng con vạch ra những cái hướng đi cho năm nay. Và để trả lời thêm với bác vào đại hội Âu Châu, Võ Bị Âu Châu sắp tới, thì hôm nay con rất là nôn. Ba mẹ con thì cũng như các bác là trao đổi email, lên chương trình. Con thấy chú Đặng Văn Khanh là trưởng ban tổ chức, con thấy chú gửi ra email rất là chi tiết về ngày giờ địa điểm chương trình, thì ai cũng nôn muốn đi, và trong đó có con cũng rất là nôn nóng được đi. Tức là bên liên hội Võ Bị ở bên Âu Châu đó thì cứ 2 năm một lần gối đầu với lại bên nước Mỹ, bên Hoa Kỳ. Nhưng mà khi mà nói rằng ở bên Hoa Kỳ thì đó là cái đại hội của toàn thế giới luôn về luôn. Nhưng mà bên Âu Châu như vậy cứ 2 năm thì họ gối đầu, vì vậy cho nên là năm nào mình cũng có vẻ là bận rộn hết. Đúng rồi. Và vâng, thì đại hội của bên Âu Châu, liên hội Võ Bị Âu Châu làm rất là công phu và cũng như là chương trình phong phú lắm. Và đây tình tự Võ Bị, nếu mà quý vị nào ở ngoài kia mà chưa có đi thì chúng tôi cũng may mắn là được tham dự cũng nhiều lần. Và lần này thì anh Đặng Văn Khanh cũng đã nghĩ đến cái chuyện mà tổ chức rất là kỹ lưỡng. Kỳ này họp ở tại Frankfurt, Đức. Và quý vị đang thấy ở trong phi trường Frankfurt thì tất cả những người nào mà đi ở trong cái chuyến này đó thì đều tập trung ở tại cái khu vực mộ của tiệm mà McDonald's, thì sẽ có tới người đưa đón về trại. Và chúng tôi nhận thấy các sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam từ Mỹ Châu đến đây rất là nhiều, và trong khi mà chờ đợi ở đây thì một lát nữa sẽ có phái đoàn từ Đức đi đến đón về trại. Cho nên tất cả mọi người tập trung ở đây, tới sớm hoặc là tới trễ gì cũng tập trung ở đây, để khi mà người ta pick đó, người ta đón đó thì đón cùng một thời giờ. Thưa anh, chào cô Thu Nga, tôi là Nguyễn Văn Dục, khóa 17, đến từ Philadelphia. Thấy nó cũng hồi hộp vui chứ, vì đây là mới sơ khởi, đây gặp khóa đàn em tôi lên trường mà tất cả mấy khóa là ấy, tôi huấn luyện làm cán bộ đại đội trưởng, làm cán bộ tiểu đoàn trưởng, sinh viên bây giờ gặp lại đàn em nó mừng lắm, vui lắm. Có trong một lần thứ nhất chị, mới qua thì thấy vui vẻ quá chứ, gặp anh em là vui vẻ quá chứ. Từ Pennsylvania. Tôi ở bên Florida chị, đây nè cái áo này. Thưa quý vị, vừa rồi đó là quý anh, và bây giờ thì chúng tôi cũng thấy quý chị ngồi ở đây đông lắm. Dạ vâng, dạ chị là phu nhân. Tôi là Nguyễn Thị Tình, vợ của cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Ngọc Khoang, khoa 18. Lần đầu tiên. Vui lắm, gặp mọi người, bạn bè. Rất là vui. Dạ, tôi khóa 17. Tôi là đội trưởng của Nguyễn Văn Dục, khóa 17. Tôi ở Canada, Phan Văn Ninh, khóa 17. Từ đâu đến? Tết sệt, Dallas Tết sệt, lần thứ hai đến rồi. Con cháu Võ Bị đây. Dạ thưa cô, con gốc thì ở Pennsylvania nhưng mà hiện giờ ở Orlando, Florida, nhưng mà con bay về Pennsylvania để đi với ba mẹ con là ông Nguyễn Văn Dục, khóa 17. Dạ, con là chức cũng mừng lắm đó cô, con là tổng thư ký đó cô. Dạ, mừng lắm cô. Dạ. Dạ thưa cô, bữa nay đó tính ra là tụi con tính sẽ gặp như bên đây, nhưng mà rốt cuộc là nó không có được như ý muốn. Thành ra chỉ có con và Tiến Dũng là em con đại diện cho tổng đoàn đến dự. Dạ, thì chắc là gặp mấy anh chị ở bên châu Âu này đó thưa cô. Dạ. À, chào chị Thu Nga. Qua từ đâu đến? Dạ em từ Dallas tới. Có vui không? Dạ vui. Dạ em từ Dallas. Lần đầu tiên hay là mấy lần rồi? Dạ lần đầu tiên. Lần đầu tiên tới Frankfurt mà gặp bạn bè, gặp anh em, đàn em, thầy trò, quá vui. Mấy chục năm rồi bây giờ gặp lại quá vui. À, từ Dallas, Fort Worth chị. Nhưng mà đi lần thứ mấy rồi? Lần đầu tiên chị.
Nhưng mà nếu mà Hùng thích á, thì Hùng sẽ thích cái gì? Bắt đầu mình, tuy rằng mình chưa biết gì hết, nhưng mà mới đi vào nước Đức thì thấy thích cái gì rồi? Ngủ trên máy bay thôi, phải không? Nhưng mà gặp bạn bè. Coi như là nếu mà thích á, thì gặp lại bạn bạn bè với lại các niên trưởng là rất là mừng chị. À, Đà Lạt chị ạ. Dạ, nên là lần thứ mấy đi đây rồi? Lần thứ hai chị. Yeah. Thích nhất là cái gì lần trước? À, thích nhất là đi cùng với anh em đi tour rất nhiều thành phố. À, khoa 6 từ Connecticut. Dạ, em từ Boston ở Massachusetts. Em khóa 26, ở quan trọng em khóa mới đây là thứ nhất rồi. Ngay từ trong thang máy bước ra đó là Kim Lai và đó là phái đoàn Washington DC. Chúc nha. Trời ơi vui quá. À, tới đây lúc 9:40 nhưng mà phải đi tìm bạn bè đi lấy hành lý, thành ra bây giờ mới đến nơi. Dạ, con từ Philadelphia, Pennsylvania. Rồi, tại vì chờ người này người kia cho nên mới tới hơi trễ đó. À, Virginia. Ờ, từ Mỹ. Lần này là đi lần thứ mấy rồi? Thứ ba. Rồi đó hả? Nhưng mà có đi lần thứ tư, thứ năm nữa không? Thứ tư, thứ năm, đến khi nào không đi được thì thôi. Đi vali đâu quá trời. Lâu ngày lắm, 2 năm rồi mới gặp lại chị, rất là vui vẻ. Ok, chào chị. Dạ, lần đầu tiên hay là mấy lần rồi đi qua đây? Lần thứ hai. Lần thứ hai hả? Lần trước tiến qua nhưng mà qua chưa được. Từ ngày nào lớn hơn đó. Khi nào có ngoài đường khác rồi này nha. Tổng hội trưởng của ngoài đường khác rồi. Vâng, và đứng bên cạnh cô Thu Nga đây là cũng giống như là mọi năm là khổ chủ mà phu nhân cũng vừa mới nói chuyện, đó là anh Đặng Văn Khanh. Thì anh Đặng Văn Khanh có thể là cho biết năm nay mình tổ chức như vậy nó khó hơn hay là nó dễ hơn hay nó có gì khác biệt? Trước hết là xin được kính chào quý khán giả của đài SPT. Tôi là cựu sinh viên Đặng Văn Khanh khóa 25. Xin cựu sinh viên trực phiên của Liên hội Âu Châu. Và lần vừa rồi thì chúng tôi được đi thăm Đông Âu, yeah. Tức là những cái nước mà hậu cộng sản. Và khi mà thăm những nước hậu cộng sản rồi mà nghĩ đến cái tình hình của đất nước Việt Nam thì chúng ta rất là buồn, rất tội nghiệp. Không biết lúc nào thì đất nước Việt Nam mới có một ngày mình kêu bằng hậu cộng sản. Và đoàn thanh thiếu niên Đa Hiệu thì chắc chắn là con cũng có để ý đến tin tức về Lộc Hưng. Ở trong đó có các chú các bác thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị cày ra, bị đuổi ra, coi như là nhà cửa bị san bằng ở tại Lộc Hưng. Thì khi mà con thấy những cái hình ảnh mà những chiếc nạng gỗ nó bị văng đi, hay là các bác thương phế binh mà ngồi mà cụt tay cụt chân như vậy thì con cảm thấy sao? Dạ thưa, trong những cái ngày cuối năm, nếu mà nói mình chuẩn bị đón cái Tết thì cái đó là một cái nỗi buồn. Con nghĩ là nỗi buồn chung của cả dân tộc Việt Nam khi mà nhìn đến những cái hình ảnh thương tâm do nhà cầm quyền cộng sản gây ra. Thì con nghĩ không có cái nào mà ác hơn là cái ác họ đã tạo ra cho người dân ở vườn rau Lộc Hưng. Vườn rau Lộc Hưng, đúng rồi. Con nghĩ là họ có cuộc sống ổn định ở đó, người dân ở đó rất là hiền hòa. Mà bỗng chốc nhà tan cửa nát, họ không biết đi về đâu. Và trong đó giống như bác thấy những cái hình ảnh thật là thương tâm, giống như những cái đôi nạn của các chú các bác thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị họ văng tung đi. Rồi họ có những bác họ về họ tâm sự lại là công an thì cứ bưng bác rồi đưa bác đi, không biết đi về đâu, và bây giờ vẫn còn nhiều bác mất liên lạc với nhau. Thì chúng con là hậu vệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó thì không có tránh cảnh xót xa. Rất là thương tâm mà cũng bất lực là không biết bên đây mình có thể làm gì để mà giúp các chú các bác ổn định lại cuộc sống, thưa bác. Dạ. Yeah.
À, đúng rồi, nhìn cái cảnh đó thì không có ai có thể cầm được nước mắt. Mà mình thấy là Cộng sản họ cũng là người Việt Nam, nhưng mà tại sao họ ác độc như vậy thì mình không hiểu. Và nơi vườn rau Lộc Hưng là những người dân sống hiền hòa, trồng rau để sống qua ngày. Và những người dân ở đó thì họ đã được cấp đất từ cái lúc mà sau năm 1954 chia đôi đất nước. Mà chia đôi đất nước cũng là tội ác của Việt Cộng. Thì đó là cái là họ đã làm ra việc như vậy. Và tới năm 68 thì người dân cũng đang ăn Tết, thì họ đánh vào miền Nam và đặc biệt ở Huế thì giết hơn 5.000 người. Thì chúng ta thấy rằng không có một cái chế độ nào mà lại ác độc đến cái mức đó. Và năm nay thì năm mà họ cày nát ra ở vườn rau Lộc Hưng, thì trong đó chúng tôi cũng giống như là Tammy vậy, nhìn những cái hình ảnh một các thương phế binh mà không, bây giờ không có xe lăn và họ cuộc tay cuộc chân như vậy, thì không biết rằng đời sống của họ đi về đâu. Và cách đây cũng không lâu thì ở ngay ở tại Tiên Lãng cũng vậy, thì họ cướp đất, cướp nhà của gia đình anh em ông Đoàn Văn Vương, và người ta cũng phải đón Tết ở ngoài những cái chòi lạnh lẽo. Thì chúng ta cũng chỉ biết là cầu mong cho đất nước làm sao mà sớm được thoát khỏi tay Cộng sản mà thôi. Và quay trở lại với Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, thì bây giờ đó là trong năm tới thì con sẽ có những cái kế hoạch định. Mà khi mà con kết hợp, con làm sao mà con kết hợp được với tất cả những hội, ở tại các tiểu bang? Dạ thưa, với lại phương tiện ngày nay đó bác, thì chúng con cũng may mắn là dễ tạo nên cái tình thân qua những cái trang mạng social network giống như là Facebook. Và chúng con thường xuyên giữ liên lạc với nhau. Và nếu mà bác cũng có trong cái Facebook của chúng con với Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu, thì trong đó cũng trên dưới 180 thành viên. Thì chúng con có tin tức gì thì chúng con dùng cái đó là nơi trao đổi. Và chúng con cũng thường xuyên gọi hỏi thăm với nhau, nhắn tin với nhau hoặc là trao đổi qua email những cái thông báo về những cái việc mà tổng đoàn chúng con muốn cần thực hiện. Thì hiện nay chúng con cũng may mắn là anh chị em hậu vệ cũng có cái tinh thần dấn thân rất là cao, nên mỗi khi chúng con có cái đề án gì đó thì mọi anh chị không có nề hà thời gian và công sức, đều bắt tay nhau để mà thực hiện. Dạ vâng. Thì từ cái việc mà sinh hoạt trong tổng đoàn thì con cũng học hỏi được các anh chị rất là nhiều điều hay. Và bây giờ là trong những ngày đầu xuân của năm Kỷ Hợi 2019 thì mời con có thể là chúc Tết với các chú các bác trong gia đình Võ Bị và các anh chị em của con. Dạ vâng, con cảm ơn bác. Dạ thưa, trước tiên thì con cũng xin cảm ơn bác Thu Nga đã tạo cơ hội cho chúng con mang tiếng nói của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đến với gia đình Võ Bị khắp nơi. Chúng con cũng xin cảm ơn bác và bác Hạnh rất là nhiều. Và chúng con cũng nhân mùa Tết Kỷ Hợi 2019, chúng con xin đại diện cho Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu được kính chúc gia đình Võ Bị chúng ta khắp nơi được vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, và luôn mãi giữ cái tinh thần đoàn kết và tình tự Võ Bị ngày càng được thắt chặt hơn. Cảm ơn con rất là nhiều. Cũng mong rằng Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu là luôn luôn nối gót cha ông, để có một ngày mình có thể là đón xuân giống như là mùa xuân Kỷ Hợi lúc mà Đức Ngô Quyền đã thắng cái trận Bạch Đằng, đem mang lại cái sự mà tự do độc lập cho thành Cổ Loa. Thưa quý vị, và chương trình phỏng vấn đặc biệt với Tammy Thủy Huỳnh là tổng đoàn trưởng của Tổng đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu trong ngày đầu xuân đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xa về đây trong ánh nắng mới, đợi nhau anh em nào cùng chung giấc thiên thời, đường nam xa thanh thơ nào cất tiếng ca.